Xin chào mọi người, hôm nay thì mời mọi người đi Mito xem ga Mito cùng mình nhé. Mito rất đẹp. Đây là cửa shop vé nha mọi người. Đặt thẻ vào đây là mình đi vào, tại vì trong thẻ mình phải nạp tiền sẵn. Đây là ga nhà mình nha mọi người. Cái ga nhà mình là nhỏ xíu. Ga nhà mình có hai đường tàu thôi. Nó vừa thông báo là tàu gần tới rồi, mọi người đứng đằng sau cái vạch vàng ở đằng sau kẻo nguy hiểm. Mời mọi người lên tàu cùng mình nha. Và đây là ga Mito mà mình mời các bạn cùng mình đi ngày hôm nay. Các bạn thấy mấy người chạy bên kia không? Mấy người đó là người ta chạy cho kịp chuyến tàu. Người Nhật hầu như là người ta tới chuyển đổi tàu là người ta chạy chạy không, chứ không vậy. Lúc nào cũng thấy chạy lật đật hết á.
Đây là cái máy bán vé nha mọi người. Mình bỏ tiền vô thì mình đi tuyến nào hay là mình thích mua bao nhiêu tiền thì mình ấn vô cái số tiền mình đã bỏ vô, hoặc là mình muốn đi cái vé nào tới cái chỗ nào đó thì nó có sẵn số tiền ở đó rồi. Mình mua xong thì mình bỏ vô cái này, mình đi. Bây giờ mình lên Ozama nha mọi người. Đây là chuyến tàu của nhà mình. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin mọi người cho mình một đăng ký và